Chùa Đồng Yên Tử. Sáu lồng lộng luôn, ui xương bay kìa. Chùa Đồng Yên Tử đẹp quá, ui thời tiết đẹp. Chào. Tình yêu ơi. Sáu lồng lộng. Ôi, Phương ơi, bên kia thì ánh nắng này, Phương ơi, ta đây nhìn này. Bên kia đang nắng kìa. Trên đỉnh Chùa Đồng Yên Tử. Sương mù mịt. Ngoài sương bay. Săn mây. Ừ, chị đi chùa Đồng, chị đưa Yên Tử, đang ở trên chùa Đồng Yên Tử. Chào Phương Dương nhá. Dạ em chào chị. Kêu nhỉ? Hay là vang nhỉ? Cái này bao tiền một cái em? Cái này còn là chuông trong thì là 800, 1,5 triệu. Cái chuông này nếu mà mình có biết xoay, mình xoay được, xoay nó ngân lên. Độ mình xoay này nó ngân lên. Xoay lên được âm vang á, phải không? Phương ơi, mua một cái này về tí cho cậu Tuấn treo xe.
Mua này cho cậu Tuấn một cái để treo xe. Thế và kia hả? Gần hết năm rồi. Ừ không, để được. Nào, được, mua một cái xong rồi tí và kia thỉnh xin xong rồi để cho cậu Tuấn treo xe ô tô. Đang ở, em đang ở chùa Đồng Yên Tử chị ạ. Rất kêu nhỉ. Quà gì về cho chồng nhỉ? Về bên tới thì chỗ đồng thì có cái sổ tài lộc đi chung nắm của đà tuổi Bình An, một bộ có ba cái này đi chung với nhau là 30.000. Thiếu con tuổi Bình An này người lớn để ví để bóp đấy. Mua cho em nhỏ mình để mua đầu giường, mua cho học sinh ta để cho học sinh. Chung gió kêu à? Thôi. Đang là muốn lấy màu nào? Có biển màu xanh. Mệnh gì nhỉ? Tuấn mệnh gì nhỉ? 87 là hỏa. Hỏa là xanh là cây. Màu này. Ông Bình cũng màu xanh nhỉ? Hỏa là dựa, mình là thủy. Ông Bình cũng thủy. Mình là xanh nam. Mình là mệnh thủy. Xanh nam chứ mình xanh là cây. Chỉ có hỏa hoặc là mệnh mộc thì có xanh cây. Rồi ta đi lấy lên cho máy xúc mà ta cũng được. Ơ ừ, được mà. Cái đấy là trăm hai. Một bình an mà. Cái đấy là 50 nghìn. Không, cái gái màu mình phải theo cái mệnh của mình thôi. Ông máy của nhà. Cái đấy là 30, 120, 150, 150, 150 nữa là 200 chuẩn. Mua xong một người ta chẳng mua. Xóa chuông để lấy may. Chào cả nhà nhé, em vào lễ này.